Nữa. Nào hỏi các bạn, nếu người mua không lấy hóa đơn, tại dòng tên người mua các bạn
chéo. Và đây là mẫu trường hợp thứ ba, người mua không lấy hóa đơn, các bạn nhìn thấy chưa? Xin lỗi, hiện nay nhé, chỗ mã số thuế nó là bị lỗi chút nhé, các bạn thông cảm nhá. Đấy. Nghĩa là chỗ mã số thuế này sẽ không có, các bạn sẽ gạch chéo nhá. Ở chỗ đơn giá các bạn đưa vào là số tiền đã hay chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
review là chưa bao gồm nhá. Review chỗ này nếu không các bạn sẽ tính toán nhá. Ví dụ trên hợp đồng hai bên thỏa thuận rằng đơn giá giữa bên thỏa thuận mặt hàng sản phẩm A chẳng hạn, đơn giá đã bao gồm thuế giá trị tăng 10% là 11 triệu, các bạn phải review bóc tách thuế ra nhá. Đấy, đưa vào đơn giá chỉ là 10 triệu thôi nhá. Còn nếu bạn đưa vào đây đơn giá là 11 triệu sẽ bị sai nhá. Đấy, lưu ý. Còn đối với hóa đơn bán hàng, chỗ đơn giá này đã bao gồm thuế chưa? Đã bao gồm thuế giá trị tăng rồi nhá. Tiếp theo thành tiền thì bằng số lượng nhân đơn giá, đúng không? Đấy, chỉ là đơn giản nhá. Rồi bây giờ tôi lấy ví dụ cho các bạn, đấy, ví dụ như thế này. Đấy, ví dụ là máy điều hòa 2 chiều Samsung 12.000 BTU, đơn vị tính là bộ, số lượng 01, đơn giá 12 triệu, thành tiền 12 triệu. Đấy. Và lưu ý là nếu tên của hàng hóa dịch vụ mà dài nhá, thì các bạn được quyền chặn dòng nhưng không được quyền chặn cột nhá. Không được ghi sang cột bên cạnh mà được quyền chặn xuống dòng dưới nhá. Và chữ số chữ viết phải lên tiếp nhau. Nào. Và trường hợp thứ hai tôi ví dụ hóa đơn này là TV LG 40 inch, đơn vị tính là chiếc, số lượng 02, đơn giá là 9 triệu cả, đơn giá là 9 triệu, thành tiền là 18 triệu. Rồi, vậy là nào tiếp theo, cộng tiền hàng. Cộng tiền hàng sẽ là tổng các dòng thành tiền, đúng chưa? Các bạn cộng tổng tất cả các dòng thành tiền xuống đây nhá. Đấy. Nào, các bạn thấy chưa? Cộng xuống là 30 triệu. Tiếp theo là thuế suất. Nào, hiện nay có bao nhiêu mức thuế suất? Thuế suất thuế giá trị gia tăng. Rồi, nó có 0%, 5%, 10% và một mặt hàng gì nữa? Không chịu thuế, rồi. Sau bên này nhá, chúng ta nghiên cứu nào. Thuế suất. Nào, các bạn nhìn trên này. Do có thuế suất 0%, mặt hàng áp dụng là mặt hàng xuất khẩu, bán hàng vào khu phi thuế quan, vận tải quốc tế, khu chế xuất, vân vân. Đúng chưa? Và đã được quy định tại điều 9 của thông tư 292/2013 thông tư Bộ Tài chính và được sửa đổi bổ sung tại khoản 5 điều 1 của thông tư 26/2015. Tiếp theo mặt hàng 5% là nước sạch, thuốc trừ sâu, dụng cụ giảng dạy, đồ chơi trẻ em, sách các loại. Đấy, con nhìn trên này nhá, hiển thị ở trên này đầy đủ này. Đấy. Đang được quy định tại điều 10 của thông tư 219/2013 thông tư Bộ Tài chính và được sửa đổi bổ sung tại điều 1 của thông tư 26/2015 thông tư Bộ Tài chính. Tiếp theo mặt hàng 10% áp dụng đối với hàng hóa dịch vụ còn lại không được quy định tại điều 4, điều 9 và điều 10 của thông tư 219/2013 nhé. Và cái mặt hàng này, mặt hàng 10% được quy định cụ thể tại điều 11 của thông tư 219/2013 thông tư Bộ Tài chính. Và còn lại là mặt hàng không chịu thuế bao gồm dạy học, dạy nghề, phần mềm, dịch vụ tài chính ngân hàng, sản phẩm trồng trọt vân vân. Và cụ thể các bạn tham khảo tại điều 4 của thông tư 219/2013 thông tư Bộ Tài chính và được sửa đổi bổ sung tại điều 4 của thông tư 26/2015 thông tư Bộ Tài chính nhá. Rồi các bạn tham khảo cái đấy nhá. Nào, các bạn phân biệt cho tôi mặt hàng chịu thuế suất 0% và mặt hàng không chịu thuế. Nào, chúng ta đi so sánh nhá. Trước tiên nó giống nhau ở điểm nào đã? Đều có tiền thuế bằng không, đều không phải nộp thuế, đúng chưa? Nó khác nhau ở điểm nào? Nào, đúng rồi, nào đi từ từ nhé. Trước tiên mặt hàng 0% nó khuyến khích ai? Khuyến khích người kinh doanh, đúng chưa? Hiện nay Việt Nam chúng ta đang là một nước nhập siêu. Đấy, vậy là muốn khuyến khích xuất khẩu nên sẽ khuyến khích người kinh doanh, đúng chưa? Còn mặt hàng không chịu thuế là khuyến khích người tiêu dùng. Tiếp theo, khi lập hóa đơn, nào đối với mặt hàng 0% tại dòng thuế xuất các bạn ghi cái gì? Ghi rõ 0%. Rồi, tại dòng tiền thuế các bạn ghi cái gì? Bằng không, ghi rõ số 0 vào đấy, đúng chưa? Còn đối với mặt hàng không chịu thuế, nào tại dòng thuế xuất có ghi cái gì vào không? Gạch chéo, chính xác. Tại dòng tiền thuế làm sao? Cũng gạch chéo. Đấy, vậy là nhìn vào đơn các bạn có phân biệt được đâu là mặt hàng không chịu thuế, đâu là mặt hàng chịu thuế xuất 0% không? Nếu thấy đẹp đầy đủ thuế xuất 0%, tiền thuế bằng không nghĩa là mặt hàng chịu thuế xuất 0%. Còn gạch chéo hai chỉ tiêu thuế xuất và tiền thuế thì là mặt hàng không chịu thuế. Rồi, và một điểm khác biệt lớn nhất giữa hai mặt hàng này là mặt hàng chịu thuế xuất 0%, nó được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đúng chưa? Còn mặt hàng không chịu thuế có được khấu trừ không? Không được khấu trừ thuế giá trị tăng đầu vào nhá. Đấy, đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai mặt hàng này nhá. Nào, quay lại vào đơn mẫu. Nào, vậy máy điều hòa Samsung và TV LG hỏi các bạn là mặt hàng chịu thuế xuất bao nhiêu? Được rồi, 10%. Vậy tôi đưa vào đây là 10%. Rồi tôi cho con.
chia ra các trường hợp nhá. Trường hợp thứ nhất, trên dòng danh người mua này là ai, dưới này người đó ký ghi đầy đủ họ tên vào đấy, đúng chưa? Ở đây là Lê Thị Hoa đấy. Nào, tôi ghi lên trên này là Lê Thị Hoa đấy. Nào, tiếp theo, trên này mà ghi là bán hàng qua điện thoại thì dưới này cũng là gì? Bán hàng qua điện thoại đấy. Nếu trên là ghi bán hàng qua điện thoại, chỗ này sẽ không ai ký vào mà các bạn ghi bán hàng qua điện thoại hoặc có cái dấu, không cho doanh nghiệp có cái dấu bán hàng qua điện thoại, đúng chưa? Gốc ở đây, đúng chưa? Tương tự bán hàng qua các email cũng thế nhá. Nào, tiếp theo, à còn một trường hợp nữa. Nào, nếu người mua không lấy hóa đơn, trên dòng danh người mua là người mua không lấy hóa đơn, dưới này có được cái gì vào không? Đấy, dưới này có để chữ nhá, đấy không được cái gì. Tiếp theo, nào tôi đưa cái trường hợp thêm thứ ba lên đây nhá, thì đang theo ví dụ của chúng ta. Tiếp theo, người bán hàng hay là người ký vào đây? Ai là có tên người ký vào đây, đúng chưa? Và tôi giả định, nào tôi đưa lên nhá, giả định tên là Phạm Thị Anh, đấy, tôi đưa lên mời và Phạm Thị Anh sẽ ký ghi đầy đủ tên trên này nhá. Tiếp theo, thủ trưởng đơn vị, nào ai là người ký vào chỗ thủ trưởng đơn vị này? Người đại diện theo pháp luật nhá, cái người đại diện theo pháp luật trên giấy phép đăng ký kinh doanh ấy sẽ là người ký lên. Trước tiên đã là người đại diện, là người đầu tiên ký lên chỗ thủ trưởng đơn vị đã, đúng không? Đấy, và ở đây là ông Hoàng Trung Thật đấy. Vậy hỏi các bạn nào, ví dụ người đại diện đi vắng thì ai là người ký vào đây? Đấy, nếu người đại diện mà đi vắng nhá, người được ủy quyền sẽ ký vào đây, đúng chưa? Đấy, người được ủy quyền sẽ ký ghi đầy đủ họ tên vào đây nhá. Sau đó các bạn nào, sau đó các bạn sẽ đóng dấu treo lên trên này đấy, đúng chưa? Sẽ đóng dấu treo lên phần trên này nhá. Đấy, thì phần trống trên này nhá. Đấy, đúng quy định phải là người được ủy quyền ký ghi đầy đủ tên phía dưới và đóng dấu treo lên trên đấy, chứ không phải hiện nay một số doanh nghiệp đóng một cái dấu treo trên để chống một dưới, đúng không? Đấy, chưa đúng quy định đâu nha. Rồi, và đây là mẫu giấy ủy quyền đấy, các bạn thấy chưa? Mẫu giấy ủy quyền trên này thể hiện người ủy quyền là bên A, người nhận ủy quyền là bên B đấy, có chức vụ đầy đủ nha. Nào, nội dung ủy quyền điều 1 là phân công và ủy quyền cụ thể như sau đấy. Trên điều 1 này sẽ thể hiện quyền hạn của người được ủy quyền, đúng chưa? Ví dụ là chỉ được ký tên hóa đơn chẳng hạn, hoặc là được ký tên các loại hợp đồng, hoặc ký tên các chứng từ khác đấy, vân vân đấy. Nó thể hiện rõ cái quyền hạn của người được ủy quyền ở trên điều 1 này nhá. Và tiếp theo điều 2 là thời hạn ủy quyền đấy. Thông thường một giấy ủy quyền sẽ thể hiện rõ thời hạn ủy quyền, đúng chưa? Còn trường hợp ví dụ hết thời hạn ủy quyền rồi mà bất khả kháng, ví dụ người đại diện người ta phải chịu trách nhiệm hình sự chẳng hạn, ví dụ đến thế, đúng chưa? Người ta không tiếp tục ủy quyền được thì người được ủy quyền ở trên này mặc dù hết hạn rồi vẫn được ký lên các chứng chỉ kế toán, đúng chưa? Vẫn được ký lên, nghĩa là thực hiện những cái quyền hạn ở trên điều 1 đấy nhá. Không, không cần đăng ký, cũng không giới thiệu tự doanh nghiệp mà nội bộ mà, đúng chưa? Rồi, quay lại hóa đơn nhá. Đấy, đó là toàn bộ các thông tin trên hóa đơn nhá mà tôi đã hướng dẫn cho các bạn. Nào, bây giờ các bạn kéo xuống phía dưới, các bạn thấy ví dụ là hóa đơn chưa? Nào, tất cả kéo xuống phía dưới đi. Nào, kéo xuống phía dưới. Có ví dụ là hóa đơn. Nào, trên này ngày 5/1/2016, công ty đăng ký hợp đồng mua bán số 02/2016 hợp đồng mua bán với công ty cổ phần dịch vụ Thiên Quang. Mã số GS của công ty Thiên Quang là 01063343335. Địa chỉ là số 19 Nguyễn Trãi, phường Dung Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Về việc mua bán. Nào, thứ nhất, máy điều hòa Panasonic 9000 BTU, đơn được tính bộ số lượng 5, đơn giá. Đơn giá này chưa bao gồm thuế nhá, là 9 triệu. Tiếp theo, máy điều hòa Daikin 12000 BTU, đơn được tính bộ số lượng 8, đơn giá chưa thuế là 10 triệu. Đấy. Nào, ngày 8/1/2016, anh Nguyễn Văn Hùng, nhân viên công ty Tinh Quang đến lấy hàng. Lúc này chưa phải rất là đơn chưa? Rồi, đúng chưa? Đây là lĩnh vực phân phối hàng hóa. Tại thời điểm mà doanh nghiệp bàn giao quyền dính quyền sử là phải xuất hóa đơn rồi, đúng không? Vậy ngày trên hóa đơn sẽ là ngày bao nhiêu? Rồi, ngày 8/1. Vậy bây giờ các bạn gửi cái quyển hóa đơn mẫu của các bạn ra. Căn cứ vào ví các thông tin trong ví dụ các bạn lập hóa đơn nhá. Lập cái hóa đơn theo ví dụ đi. Bao nhiêu ngày lập hóa đơn đi. Và ai đi cái ngày hóa đơn là ngày bàn giao quyền dính quyền sử hàng hóa nhá. Thank you.